Các bạn thân mến, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số hàng để phục vụ cho cái Tết Nguyên Đán cả nhà nhé. Trước khi vào chi tiết, mình cũng xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, yêu thương bên gia đình. Mình cũng xin giới thiệu tên mình Vi Nhung, sinh năm 1963. Các bạn vui lòng liên hệ và đặt hàng theo số điện thoại 0981936048 các bạn nhé. Mình hôm nay thì dạo này cũng nghỉ, không có lan bán, là mình tập trung vào bán những đồ để phục vụ Tết thôi cả nhà. Thế nên là rất là bận bịu, cũng không có thời gian để đi sưu tầm lan nữa. Hôm nay thì mình xin vào chi tiết luôn cả nhà nhé. Cái món đầu tiên là cái món gạo lứt của cái dòng gạo lứt của các bằng. Nó có cái màu nó hơi xanh xanh cả nhà, như là cốm ấy, ăn rất là ngon và rất là thơm. Nếu bạn nào mà bị tiểu đường ấy thì dùng cái này rất là hợp lý. Mình bán 35.000 kg cả nhà nhé. Đây, gạo rất là ngon luôn. Mình rất là thích ăn cái gạo này, nó dẻo. Và gạo nếp nương là 1 cân 50.000 cả nhà nhé. Gạo nếp nương rất là thơm, cực kỳ ngon luôn trên gạo này. Và đây là lạp sườn. Đây là lạp sườn hun khói và ba chỉ hun khói cả nhà đây. Ba chỉ hun khói thì mình nghĩ là cái thịt ba chỉ này với lại cái thịt lợn đen này thì theo mình nghĩ là ai ăn cũng ok, ai ăn cũng hợp, bởi vì mình thấy nó gần như là các bạn đã mua một lần thứ nhất và sẽ phải mua lần thứ hai. Cái thịt lợn hun khói này, cuối video mình cho các bạn xem cái hình ảnh của cái xưởng sản xuất lạp sườn. Còn lạp sườn này thì về các bạn chỉ thái ra thôi, thái ra, và nếu mà cái bì nó hơi cứng thì các bạn lọc đi. Các bạn sẽ xào với tỏi hoặc là với dứa hoặc là khế chua thì cho ta một cái món ăn rất là đặc biệt và rất là ngon. Trong cái đám cưới hoặc là cỗ tiệc ở trên Cao Bằng thì thường thường có cái món này, lạp sườn và cái món thịt lợn hun khói này cả nhà nhé. Mình bán hai thứ đều đồng đều là 280 một cân, thì mỗi túi nửa cân, các bạn có thể mua nửa cân, kể cả là thịt lợn hun khói cũng nửa cân cả nhà đây. Cái này tiện dụng lắm cả nhà, các bạn là những ngày Tết bận bịu các bạn cứ để vào tủ lạnh, lúc nào bỏ ra là xào ăn luôn, không phải bận phải đi chợ búa gì cả, mà các bạn ăn thịt tươi cũng ngán ngẩm luôn, ăn một bữa hai bữa ngán, nhưng mà riêng cái này các bạn lại không có ngấy. Các bạn có thể mua ăn nửa gói nửa cân cũng được cả nhà nhé. Lạc ta là 80.000 cân, lạc đúng là lạc xịn sò luôn cả nhà nhé, lạc đúng là lạc rừng luôn ấy, lạc được trồng trên nương chứ không chăm sóc gì đâu cả nhà, cho nên cái cây của cái hạt lạc của nó rất là chắc nịch và ngọt luôn. Mắc khén và mắc mật khô, thì mắc mật khô thì có một công dụng rất là ngon để chế biến thức ăn trong cái gian bếp của bạn, ví dụ như là các bạn mang về om thịt vịt này thì cực kỳ ngon và nấu suất vang. Và các bạn kho cá và kho ba chỉ, kho tàu đấy cả nhà, rất là ngon luôn. Còn quả tư thì để nó ngâm măng ớt thì tuyệt vời, nhưng mà ngâm măng ớt thì mình thấy vận chuyển khó quá, cho nên là mình sẽ chia sẻ các bạn những cái gói mắc mật và mắc khén, mình sẽ tặng các bạn kèm đơn phải về làm gia vị cả nhà nhé, đỡ phải mua. Và nấm hương, nấm hương là 350 và hôm nay mình sẽ bán, chứ không còn còn ngày nốt ngày mai và ngày kia nữa, làm không bán hàng nữa rồi, bưu cục sẽ không nhận vận chuyển nữa rồi, không còn thời gian để mà chuyển hàng cho các bạn nữa. Thì các bạn nhanh tay lên trong miền Nam mình chốt nốt hôm nay và ngày mai nữa thôi, là đến ngày kia thứ hai là mình nghỉ rồi, chuyển nốt ngày thứ hai và ngày thứ tối thứ hai là mình nghỉ luôn. Đấy, hôm nay là chủ nhật rồi. Đây, nấm hương là 350, hôm nay mình sẽ để cho bạn với giá là 300, mộc nhĩ là 250 còn 200, không còn nhiều đâu cả nhà, đây còn vài cân nữa là hết sạch rồi. Đấy, măng khô là 350, 320, có hai loại, một loại măng mài thóc, măng củ là 350, măng lá của nó là cũng là 320, thì hôm nay mình sẽ bán đủ đồng là 300 hết cả nhà nhé. Và bún khô được chế tức là sản xuất từ một cái loại gạo gọi là gạo đoàn kết. Cái gạo đoàn kết nó có cái đặc biệt là nó dẻo, cơm nguội cũng rất là dẻo và ngon, cho nên là làm cái bún này rất là hợp lý luôn. Các bạn mang về các bạn luộc lên, các bạn không phải đi chợ để sắm sửa, nó cứ để nhà, lúc nào đến bữa là bỏ ra luộc thôi, luộc và các bạn nhớ là dội qua nước lã một lần nữa để cho nó khỏi đỡ phải dính. Cái bún rất là trơn và ngon cả nhà nhá, bạn đảm bảo không hề có một chút mùi hôi nào. Đây là miến, đây, miến nguyên chất này, không hề có tất chất tẩy cả nhà nhá, các bạn ăn các bạn sẽ nhớ mãi luôn.
120.000 cân. Ok 100.000. Mình nói thật các bạn là miến là bây giờ là chợ là gần như là 150. 150 cả nhà đây. Là bánh khảo. Trong cái Tết Nguyên đán của các gian bàn thờ của tổ tiên của tất cả các dân tộc nói riêng và đồng bào của cái dân của Cao Bằng nói chung thì không thể thiếu cái món bánh khảo đặt lên trên bàn thờ thắp tổ tiên. Đấy, nó có cái hương vị là gần như là thành phần gồm có gạo nếp rang. Đấy, rang và ủ hạ thổ ở nhà nhé. Xong đó thì nó có nhân, đường, mật và lạc thịt mỡ. Rồi có cái hương vị rất là thơm, cực kỳ ngon. Bây giờ các bạn chỉ đứng gần luôn đã thấy hương vị nó thơm tỏa ra phải nồng nàn luôn rồi. Đấy, rất là ngon. Mỗi một phong như vậy là 15.000 cả nhà. Các bạn mua cả chục là 150. Còn bên này thì là kẹo lạc. Đây là kẹo ngà hóc ở nhà, rất là ngon luôn. Kẹo ngà hóc thì cái hạt này thì các bạn đã được ăn xôi ngà hóc chưa? Nếu các bạn được ăn xôi ngà hóc thì bạn nhớ suốt đời luôn. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua cân thì mình sẽ mua giúp cân. Bên mình chưa biết giá cả đâu, bởi vì mình thấy ở chợ người ta bán thì mình không biết là bao nhiêu một cân. Cái hạt này về các bạn, hạt ngà hóc này mang về để mà làm kẹo này. Thế này, người ta tán, người ta rang giống như làm kẹo lạc ấy. Người ta làm xong người ta ép này, nên phải nói ăn nó cực kỳ ngon, ăn nó thơm, thơm khủng khiếp luôn. Nhà đặc sản cả nhà nhé. Mỗi một phong như vậy là 30.000 cả nhà. Đây, một gói như vậy 30.000. Còn đây là thuốc bắc tần gà, hoặc là các bạn mang về nấu lẩu, hoặc là hầm chân giò, cho ta những bát canh bổ dưỡng rất là ngon. 10 gói các bạn mua cả chục thì là 80.000 cả nhà nhé. Còn đây là dễ mua tương, một người khỏe hai người vui. Đấy, nói chung là dành cho bạn nào, bạn nam bạn nữ cũng được. Nói chung là thuộc về cái tình yêu mà cảm thấy kém cỏi thì ta nên sử dụng cái dòng này. Không những là để tăng ham muốn tình dục thì mà còn có công dụng là đau nhức xương khớp. Đấy, tê bì chân tay ta sử dụng rất là tốt. Mình bán là 150 một cân, loại 1, loại 2 là 120, một loại 3 là 180. Còn bên này là tam thất bắc củ, có một loại 102 củ thì là 1.1.000, loại 52 củ là 1.2.000. Và đây là nụ hoa tam thất bao tử là 500 một cân. Tất cả những thảo dược từ 500.000 là mình bao ship rồi. Còn những cái đồ bánh khảo rồi bún rồi là măng miến mộc nhĩ thịt ba chỉ thì mình không có lãi đâu cả nhà nhé. Lạp sườn thịt không khó là tại xưởng, tại phân xưởng của nhà mình đã bán là 280 rồi. Còn bên kênh Thu Sao cô dâu 62 tuổi là người ta bán 380 cả nhà. Còn táo mèo. Táo mèo là 100.000 cân. Hôm nay còn duy nhất mỗi cân thôi nhỉ. Táo mèo này nó khô á, cái này khô phải nói là mình sấy giòn luôn. Bạn nào mua được cái cân táo mèo rất là hiệu quả kinh tế luôn, bởi vì nó có dôi, rất là dôi ra. Hôm trước mình sấy 7 cân còn có 4 cân. Và đây nụ hoa tam thất đây, mật ong là mật ong rừng chuẩn cả nhà nhá. 400.000 một lít. Đây là mật ong hoa xuyến chi và mật ong hoa sải đất và mật ong hoa đắng và nhãn, có 3 loại 4 loại. Còn đây là cao bỏng. Cái cao bỏng này không những để chữa bỏng mà nó còn vết thương hở này, bị tai nạn này, hoặc là bị xây sát hoặc cái gì lý do gì ngứa lâu năm thì ta dùng cũng khỏi luôn. Riêng cái cao bỏng này rất là hiệu quả, 1.2 triệu một chai như thế cả nhà nhé. Và còn mình đang là chai bé kia, là một lọ bé kia, nó là bằng 1/2 cái lọ này, 1/2 cái chai này, nó còn ít hơn một chút, là mình bán 590.000. Còn mình tin chắc là các bạn mà bị ai mà bị bỏng thì bảo đảm chữa khỏi 100%, không hề phải lo lắng vấn đề là nhiễm khuẩn, nhiễm trùng đâu cả nhà nhé. Mình có bằng chứng hết đây cả nhà. Đây là thuốc ngứa về LH Lào lâu năm, eczema tổ địa thì các bạn sẽ dùng, không khỏi thì các bạn phải dùng đến cái này. Mình tin chắc nó rất là ok cả nhà nhé. Đấy, 100.000 một tuyết, bạn đã mua 2 tuyết mình sẽ bao ship luôn. Và đây là cái gói thuốc này, thuốc dạ dày, thuốc bằng bàng, nó có 3 gói trong một liều, thì các bạn chỉ cần dùng một liều không thì cảm nhận ok rồi, nhưng mà mình khuyên các bạn nên dùng 2 liều thì nó rất điểm luôn các bạn. Rất là tiện dụng, các bạn mang đi đến đâu cũng được, có thể là đi chơi, đi công tác vân vân, các bạn cứ mang theo mà kèm theo cái thìa, nữa là pha uống luôn thôi. Đấy, bên trong đây là cao hoặc tinh,
Cao hoàng tinh là bạn nào mà gầy gò mệt mỏi yếu ớt là cảm thấy thận gan nóng ấy, hoặc là tê bì chân tay, ta nên sử dụng cái dòng rất là tốt. Nó là cái dòng bồi bổ sức khỏe rất là hiệu quả cho những người sau khi ốm dậy. Mình bán là 500.000 một chai, còn hai chai thôi cả nhà nhé. Và trên đây là các loại thảo dược, ví dụ như là tiêu tiêu u này, tiêu ho này, tiểu đường này, gan thận này, suy thận này. Bạn nào tiểu đêm nhiều lần thì đã có cái dòng này, những cái bài thuốc rất là hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu mua các thảo dược thì alo mình nhé, đặt là mình đi lấy cho, giá xỉ cả nhà nhé. Và đây là kim tử anh. Kim tử anh thì có một công dụng rất là hiệu quả trong vấn đề là cũng là tràng dương bổ thận này, rồi là suy nhược cơ thể, chống lão hóa, ho, tiểu đêm, tiểu són, rất là hiệu quả. Và đặc biệt ngâm rượu thì cho ta cái hương vị nó thơm, và nó thơm thơm chín kiểu như mật ong ấy ở nhà nhé. Đấy, mình bán 250 một cân, các bạn mang về ngâm rượu kết hợp với các loại thảo dược khác rất là tốt. Còn trên đây là cây mật gấu và các loại thảo dược, ví dụ như là nhân trần, cà gai leo và lạc tiên. Rồi nhiều lúc đầu óc nhiều quá không nghĩ ra nữa chứ, khổ quá. Xạ đen mình bán là 150 một cân, còn chè dây là 100.000 một cân, trà già cổ lam là 200.000 một cân, và chè đắng là 280 một cân cả nhà nhé. Kim điền thảo cũng 150 thôi cả nhà đây, kim điền thảo này. Và ngoài ra mình còn có những gói thuốc để chữa bệnh rất là hiệu quả. Các mình đã vừa chia sẻ về tiêu u, rồi các bạn là bị u, các loại u cơ thể là gần như là chưa ai kêu ca đâu, chỉ có hợp thôi đấy, ví dụ thế. Còn qua đây thì mình cũng muốn chia sẻ bạn một chút thế này. Các bạn xem video rồi thì các bạn khi thấy mình chia sẻ những bài thuốc như vậy, nếu như trường hợp mà gia đình bạn nào hoặc là lân cận hàng xóm các bạn mà bị những trường hợp liên quan những bài thuốc của mình, bài thuốc gia truyền, những cây thảo dược trên cao bằng mình, thì các bạn hãy chia sẻ vào trong tức là những trường hợp đó trong cái hoàn cảnh khó khăn, phải nói là bấn túng, không không còn khả năng để chữa trị trong mùa dịch này, thì các bạn hãy mạnh dạn chia sẻ cùng mình, và mình sẽ gửi cho bạn những gói thuốc không độc. Và qua đây thì mình cũng xin gửi tới các bạn những thông điệp về cái xưởng làm lạp sườn nhé, rồi các bạn hãy chốt hàng. Mình cũng tranh thủ bán nốt hôm nay và ngày mai sang thứ hai, không biết là có, nếu mà đến thứ hai nữa thì là khả năng là được một vài vùng, ví dụ như là Hà Nội rồi ngoài Bắc thì khả năng được, còn miền Nam thì thôi các bạn cả nhà nhé. Mình chốt hàng đến tối hôm nay mai ngày kia nữa là ok thôi cả nhà, chứ không không thể mà gửi hàng đi được trong những ngày cuối nữa, sợ dễ bị quay về cả nhà. Đây mình cũng đã nhận được những bao quần áo, những hộp quần áo từ các bạn trong Nam và ngoài Bắc đã gửi cho mình rồi. Và mình cũng thay mặt đồng bào vùng sâu vùng xa gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Hôm nay mình đi vui quá, hôm nay mình mở hộp ra, đây là hộp hàng của Trinh đấy, hai hộp này đấy, đây là hộp này nữa. Mình mở ra với lý do là tại sao mình phải mở ra. Bây giờ là mưa, dịch cũng người ta không cho tập trung, thì bắt đầu mình sẽ phân phát ra từng loại một, bắt đầu mình sẽ hỏi địa chỉ là ở đâu, và bắt đầu là mình sẽ phân loại, ví dụ là trong gia đình bố mẹ nặng bao nhiêu cân, bao nhiêu tuổi, mình sẽ lựa ra từng loại một, và trẻ con trai con gái bao nhiêu tuổi mình sẽ lựa ra sẵn. Ví dụ như là bây giờ mình sẽ đã đóng sẵn hình anh như thế này, tên tuổi này, anh Long này, ví dụ số cỡ to cỡ nhỏ này đấy, mình ghi sẵn hết luôn, mình phát luôn đấy, cho nên là không không có đợt tập trung ồ ạt như mọi lần nữa, dịch người ta không cho tập trung đâu. Và mình thích quá, hôm nay được được mấy cái áo mưa này thích lắm, áo mưa này là người ta thay thế luôn cái áo phao, cái áo mưa mà các bạn không dùng nữa thì họ thay thế luôn làm áo rét luôn, rất là tốt đây, rất là cần áo rét nhiều, mùa hè cũng cần, bởi vì mùa nào cũng cần cả nhà nhé.
giày dép thì các bạn nhớ giúp mình là lựa chọn những cái giày dép nào nó đi được này, đừng để nó quá hạn, nó cứng cong quá về nhà nó bong hết ra. Đấy, gửi cho mình thì cái nào nó phải dùng được. Nhiều bạn thì dùng gửi cho mình là gửi vào toàn là quần áo lót, quần áo con, xong là xịt nữa, rồi là nhìn nó sợ quá, nó bẩn quá. Bạn cố gắng sàng lọc ra, mình đã có lòng tốt thì mình cố gắng lưu ý một chút thôi. Đấy, cái đấy thì không phải không trách móc các bạn, là vì có khi là bạn chồng thì vợ thì gom gửi cẩn thận, nhưng mà chồng thì nghĩ là bao vứt đi lại vì thả vào. Đấy là mình mong các bạn là thận trọng hơn một chút thế thôi, cẩn thận hơn một chút, để tránh cái trường hợp mà mình phát gửi cho bao, ví dụ như hôm vừa rồi mình không lựa chọn là mình gửi luôn cho người ta từng bao một, từng bao một. Đấy, và chính vì vậy là mình lo băn khoăn thôi. Đợt này lâu quần áo mình thấy nó rất là sạch sẽ và đẹp. Đây quần áo của Phúc Phúc An Giang. An Giang thì quần đấy là của Phúc Phúc, thì mình đã nhận được 2 bao rồi, 2 bao to đùng đùng rồi. Hôm nay là mình đã gom đơn đủ trả các bạn rồi nhá. Lạp sườn là hôm nay trả đủ đơn hàng rồi. Thế cả ai đặt hàng nhanh nhá, trước 25 đi, không thì sợ đến 25 là không gửi được hàng rồi cả nhà. Ví dụ như là ở Hà Nội thì có thể là 27 nhận vẫn gửi hàng được, còn sợ nó còn bị chậm chạp đấy, cho nên là các bạn nên đặt sớm đi. Đây là ba chỉ lợn đen hun khói nhá. Chỉ lợn đen hun khói đấy, rất là ngon luôn. Không rằng bạn nhớ các bạn biết rồi. Thì mỗi một túi như vậy là nửa cân. Các bạn là muốn ăn thử nửa cân thì ăn, mà các bạn là mua một cân thì càng tốt. Đấy, 280 một cân cả nhà nhé. Ok nhé.